trường FOMO đón đỉnh đáy hành động hợp lý. Đó là cái nội dung tiêu đề của cái video bản tin tối hôm nay. Bản tin tối ngày thứ tư ngày 15 tháng 11, một phiên giao dịch trước kỳ đáo hạn phái sinh. Với cái đêm hôm qua, cái chỉ số đô la index nó rơi rất là nặng, dẫn đến cái tỷ giá Việt Nam đồng hay là cái trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ nó rơi heo. Thì sáng nay thị trường chúng ta mở cái gấp up tăng rất là kinh. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là thị trường chúng ta nó có FOMO hay không? Nó có đua lệnh hay không? Chúng ta có nên đi đón đỉnh, đón đáy hay không? Và cái hành động hợp lý nhất ở đây trong những cái phiên giao dịch cuối tuần là ngày mai thứ năm, ngày đáo hạn phái sinh, và ngày mốt là cái ngày gì cuối tuần, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì Quang sẽ cùng anh chị nhà đầu tư chúng ta đi tìm hiểu trong các bản tin tối hôm nay. Anh chị nhà đầu tư chúng ta lần đầu xem Quang thì nhớ bấm vào nút hit video, nút đăng ký kênh để hàng ngày khi Quang làm những cái bản tin hay là những cái buổi live stream thì anh chị nhà đầu tư có thể là vào coi và có một cái góc nhìn kỹ thuật theo phương pháp VSA kết hợp với phân tích cung cầu, phân tích kỹ thuật, phân tích các cái gì yếu tố dòng tiền ở bên ví dụ nhỏ lẻ và cả mặt tâm lý hành vi nha. Rồi nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta là hãy coi Quang lâu rồi, anh chị chưa có người hướng dẫn và tư vấn hợp lý thì chúng ta muốn là cùng đồng hành với Quang trong cái con sóng cuối năm, sẽ có con sóng cuối năm và con sóng đầu quý một năm sau, thì anh chị có thể là cân nhắc liên hệ với trợ lý Như Hảo của Quang để trợ lý Như Hảo có thể tư vấn và hướng dẫn anh chị chơi cái thủ tục để chuyển vào nhóm bên Quang. Rồi thì chúng ta sẽ nói về cái nội dung này, đó là thị trường có FOMO hay không. Thì ở đây trước khi đi vào cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ nói về các cái vấn đề thông lệ thôi. Đó là tiền tệ trong và ngoài nước và diễn biến cung cầu. Rồi đầu tiên là nhìn biểu đồ nhiệt thì chị thấy là cuối giờ bị đạp phải không? Cuối giờ bị đạp. Rồi nhất là các cổ phiếu thép sáng tăng quá trời tăng ha, chiều rơi. Rồi thanh khoản thì rất là lớn. Rồi tiền tệ thì anh chị đều thấy là tiền tệ rơi phải không? Cái nói chung là cái yếu tố này là gãy rồi, gãy luôn qua cái yếu tố bên đây rồi nha. Đô la index tỷ giá Việt Nam đồng cũng đã tạo gap down và rơi do cái tiền tệ bên đây là cái đô la trong đêm nó rơi, thì sáng mở cửa ra tự động cái tỷ giá Việt Nam đồng nó cũng sẽ rơi theo. Đây là chuyện hiển nhiên. Rồi đương nhiên là cái đô la nó rơi thì cái trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ nó cũng rơi theo. Rồi những cái yếu tố khác thì nói chung là nó cũng là rơi thôi. Rồi thì đó là nhìn sơ qua cái tiền tệ thì không có gì để nói quá nhiều, chủ yếu là cái đô la index đã rơi là tốt rồi. Đã rơi là tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái yếu tố là phân tích thị trường tâm lý hiện tại. Đó là thị trường chúng ta nó có FOMO hay không. Nó có FOMO hay không thì Quang đánh giá chưa hẳn là thị trường chúng ta nó FOMO đâu. Tại vì anh chị phải biết đó là sáng nay nó mở cái gấp up lớn không? Cái gấp up từ bao nhiêu? 1109 mà nó up phân ra là 1124, mười mấy điểm. Và gấp up nó là khúc nè, đây là cái gấp này là bao nhiêu điểm? Cái gấp này là tận 12 điểm. Anh chị cứ nói với nhau là ôi có người ta FOMO, có người ta FOMO. Tuy nhiên bản thân Quang là một cái người quản lý là hơn 500 anh chị nhà đầu tư hay là những cái người khác đi qua qua đọc ở trên mạng mà cũng thấy. Đó là ai cũng nói là FOMO, FOMO, canh bán. Ủa, vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có người FOMO thật sự hay không? Hay là chúng ta đang ngộ nhận là chúng ta FOMO, là có người đang FOMO. Tức là gì? Tức là Quang, bản thân Quang đi, Quang quản lý anh chị nhà đầu tư thì hôm nay nhiều anh chị nhà đầu tư nhắn tin hỏi Quang hỏi bán lắm. Phải là 60-70 người nhắn tin họ hỏi bán xin những cái target cổ phiếu để chúng ta có những cái điểm chốt lời cổ phiếu. Tức là anh chị đều muốn bán cổ phiếu hết rồi thì ai là cái người đi mua? Và ai là cái người đi mua? Tại vì sao? Tại vì anh chị ngộ nhận là có người nào đó đang đua lệnh, nhưng anh chị phải biết là vì cái gap up nó lớn như thế này đó, bản thân anh chị có mua không? Anh chị chỉ cần hiểu rõ một cái hiểu sơ về cái kỹ thuật coi là chị sẽ biết là với cái gap up lớn như thế này tận 15 điểm này thì chị phải canh bạc, đúng không? Thì anh chị phải canh bán hốt hàng cổ phiếu ra để chiều trưa nó rơi nó mua lại hoặc là chốt lời thôi. Ở bản thân anh chị còn hiểu vậy thì ai cũng vậy thôi. Và khi anh chị cầm tiền đi, anh chị biết rõ là cái gap nó lớn như thế này, anh chị có mua không? Mua gì? Mua gì? Bản thân Quang bây giờ thiệt với anh chị dùng biết như vậy, bản thân Quang cầm tiền qua cũng có dám mua không? Dám mua mới lạ. Đây đó anh chị, dám mua mới lạ luôn. Tức là ai cũng suy nghĩ là có FOMO. Có FOMO. Có nhiều nhà đầu tư đang đua lệnh thì thôi không có mua. Thì Quang chỉ nói với anh chị á, thì đó mới là cái vấn đề ở đây, là cái thị trường thật sự nó có FOMO không thì qua đây chưa chắc. Đánh giá chưa chắc thì chúng ta vẫn đầu tư bình thường thôi. Quan điểm của Quang ở trong cái bản tin sáng Quang có nói anh chị á, là mở cửa ra sẽ có tăng cao là bình thường, nhưng mà cái quan điểm đầu tư của Quang vẫn giữ như cũ thôi. Nhịp này vẫn giữ như cũ, cái firm vẫn giữ như cũ là những cái phiên tết cung điểm mua, và với cái target 115x, 116x bình thường không có khác gì quá nhiều, trừ khi nó lũng hỗ trợ, nó lũng thì chúng ta cắt, nó lũng thì chúng ta cắt, không thì thôi, nó có lũng thì cắt, thì không thì thôi, không thì sao? Những cái con mà đã vượt qua cái vùng mua, ví dụ như cổ phiếu thép, và một số con bất động sản quá cao thì chúng ta chỉ có thể ngắm,
và chờ nó điều chỉnh chúng ta mới mua, không có vấn đề gì cả. Đó là cái quan điểm của Quang trong cái bản tin sáng đăng vào lúc 7 giờ 41 nè. Thì hiện tại phiên hôm nay nó diễn ra như vậy là bình thường, tức là phần lớn các hàng bên mình thì vẫn nằm yên, vẫn nằm yên và chờ đợi, có thể là lời lên một tí, có thể là giảm một tí. Nó giống như cái video bản tin tối hôm qua qua nói anh chị ở trong cái video này nè, cái video là trước đó hàng phái sinh tiếp tục kéo mua bán ra sao, thì qua có nói anh chị một cái quy trình đầu tư á, một cái quy trình đầu tư để mà đầu tư hiệu quả đó là gì, chúng ta đặt ra những cái quy tắc về cổ phiếu, về thị trường, về dòng tiền, nếu nó vi phạm thì chúng ta hốt hàng, nếu nó không vi phạm chúng ta cứ nằm chờ. Chúng ta cứ nằm chờ, tại vì đầu tư không thể nào đòi ngày nào nó cũng đẹp, nếu mà nó đẹp thì nó xấu, anh chị lưu ý nha. Ở đây qua có cái khái niệm cho anh chị, đó là nếu mà nó đẹp là nó xấu. Vì sao? Vì nếu nó đẹp anh chị thấy đẹp, anh chị thấy đẹp anh chị sẽ làm gì, anh chị sẽ vào hay là anh chị bán? Anh chị sẽ vào, nhưng nếu nó hay xấu thì sao, anh chị vào hay anh chị bán? Thì anh chị sẽ bán, đúng không? Thì đó, chúng ta đặt vào cái quan điểm của nhà đầu tư đi, nếu là nhà đầu tư cá mập đi, thì ví dụ như cây hôm nay là đẹp hay xấu, chưa hẳn cây hôm nay là xấu, đúng không? Ví dụ như vậy. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy cây hôm nay đúng giảm 1,65% của con BVD, nhưng nó có lũng hỗ trợ là cái vùng chúng ta đặt ra là 26.5. Đầu tư thì phải chấp nhận có lỗ nhẹ nếu như cổ phiếu vi phạm cắt lỗ. Còn ví dụ trường hợp nó không vi phạm cái giá này sao, không vi phạm cái hỗ trợ đi ngang đây sao, là đường EMA 20 và đường EMA 50, thì ngày mai ví dụ nó giật lên lại, chị dám mua không? Dám mua mới lạ, dám mua mới lạ. Vì sao? Vì hôm nay mới xấu như vậy, hôm nay mới đập như vậy, ngày mai nó kéo lại anh chị sẽ nghĩ nó bull trap và thế là nó mới tăng thiệt. Đây anh chị thấy cái ngay bên đây có luôn không nè, anh chị thấy cái chỗ này không, rơi cây này nè, cũng rơi nè, rơi nè, khối lượng cũng khá là to nè, thì anh chị sẽ sợ anh chị bán hết hàng. Và khi anh chị bán hết hàng, bữa sau nó mới kéo, bữa sau nó mới kéo. Hay là chị nhìn cái nhịp ở dưới đây, đây cái nhịp ở dưới đây nè, anh chị thấy trước cái đợt tăng ở đây có phải cây này xấu không, cây này xấu không, mà cây này giảm tới tầng 300% nhưng kết quả nó vẫn tăng, thì những cái cây này nó nhìn nó xấu, nó phải xấu thì anh chị mới bán và anh chị không dám vào. Còn nếu mà nó đẹp chắc gì đã ok, không chắc gì đã ok. Cái lúc nào mà nó đẹp lung linh á nè, đẹp lung linh á là nó gãy nè, lúc nào nó đẹp lung linh nè, đẹp lung linh nè, thậm chí còn có cả cơ bản bổ trợ luôn là nó gãy, vâng là nó gãy. Thì cái đó là quan điểm của Quang về cái thị trường hôm nay, là chắc gì nó đã xấu, không chắc gì nó đã xấu. Nếu cái cổ phiếu anh chị nó vi phạm, nó vi phạm thì anh chị bán, hoặc là cái cổ phiếu anh chị tới cái target thì anh chị chốt lời, đơn giản vậy thôi. Tại vì khi chúng ta đầu tư, chúng ta hay đi hỏi là chuyên gia, hỏi broker, bạn hay hỏi Quang cũng vậy, là anh chị hỏi hỏi Quang là gì, target cổ phiếu ở đâu em ơi, để lên tới đó anh chị chốt lời hay để anh chị làm gì? Đương nhiên lên tới đó chốt lời phải không? Thì bây giờ cổ phiếu tới target thì nên làm gì, nên chốt lời chứ là gì? Ví dụ anh chị hỏi CTD target ở đâu em ơi, thì hợp đó qua có phải mà đưa cho anh chị target là quanh cái giá 65-66 này đâu, là một target, target 72 và target 80, là ba cái target đi. Thì bây giờ nó đi lên tới cái target, nó vượt đỉnh đó, vượt cái chỗ ở đây nè, nó đi lên tới target thì có phải tới target là chúng ta phải chốt 1/3 hàng không? Thậm chí là khi nó tới đỉnh cũ cái nè là chúng ta chốt 1/3, tới cái điểm target này chúng ta chốt tới 1/3, đó là chúng ta chỉ còn 1/3 cuối cùng, chốt ra 2/3 hàng. Mục tiêu của anh chị đầu tư là để làm gì? Mục tiêu chị đầu tư có phải là để kiếm tiền lời không? Để kiếm tiền lời. Và bây giờ khi anh chị mua, anh chị có lời, anh chị làm gì? Thì anh chị chốt lời chứ, chẳng lẽ bây giờ anh chị nói là tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để chớ, là đồng hành cùng doanh nghiệp là đồng hành có chứng sập luôn, mất hết tiền lời đúng không? Thì bây giờ nó là tới đây chốt bớt là 2/3 rồi, còn có 1/3 tiền lời thì có thể nắm giữ, và ví dụ nó lũng 60 cắt hết. Còn nếu nó không lũng 60 thì có phải là còn 1/3 có gì đâu lo lắng phải không? Thế là nó kéo tiếp lên target 72, có thể giữ hoặc có thể bán tùy, thì chúng ta sẽ ok đó, biết đâu là địch. Ở đây nó lại dính với cái vấn đề cái tiếp, đó là đón đỉnh và đón đáy. Chúng ta rất hay đón đỉnh và đón đáy, và dẫn cái vấn quyết định đó, nó sẽ dẫn đến cho anh chị nhà đầu tư chúng ta là quyết định sai lầm. Ví dụ như trong hôm nay ai cũng nghĩ hôm nay là nó FOMO, nó tạo đỉnh, nó tạo những cái gì, nó tạo những cái điểm hút nhà đầu tư vào, thế là anh chị đón đây là đỉnh, thế là anh chị hốt khách hàng. Rồi anh chị hốt khách hàng, anh chị chốt lời rất mạnh, chốt toàn bộ trên một lung. Đáng lẽ những cái cổ phiếu hôm nay nó chạm tới cái target, ví dụ của đất xanh đi, hôm nay nó chạm tới cái target như đây, thật ra anh chị chỉ cần bán 1/2 thôi. Thật ra nếu mà chúng ta kẻ target đi, đây là target con này nè, thì cái khúc ở đây là một điểm nè, cái khúc trên đây là một điểm, và cái khúc trên đỉnh đây là một điểm, là tổng là 3 điểm target nha, 3 điểm target. Thì ví dụ hôm nay nó chạm ở khúc đâu, ở khúc giữa giữa đây đi, hôm nay FOMO quá thì chúng ta ở dưới đây chúng ta chốt một lần, hôm nay FOMO quá chúng ta chốt một lần thì chúng ta còn 1/3 cuối cùng đó, 1/3 cuối cùng chúng ta sẽ chặn theo cái trend. Ví dụ đây là trend tăng của cổ phiếu, nó không gãy cái trend này thì chúng ta sẽ giữ nó. Ví dụ nó chỉnh nhẹ thì bình thường, tại vì không thể chấp nhận nó không chỉnh, không thể chấp nhận nó không rung lắc, bên đây nó cũng có rung lắc mà đó, anh chị thấy không? Thì chúng ta vẫn nắm giữ cổ phiếu bình thường để nó đi lên target cao hơn.
lên cao hơn nếu nó trường hợp nó không gãy. Lỡ mà nó gãy thì chúng ta đã chốt được 2 phần 3, đúng không? Nhưng có nhiều anh chị hôm nay vì cái việc anh chị đi đón đỉnh, anh chị đón thị trường FOMO, thấy là anh chị bán sạch. Anh chị bán sạch rồi lỡ như kết quả nó có rơm, anh chị thấy kết quả con đất xanh này có rơm. Đó kết quả đất xanh không hề mất MA, MA5. MA5 là giá nhiêu? MA5 là 19.9 chẳng hạn. Hết kết quả hôm nay nó không mất. Vậy lỡ ví dụ sáng mai nó FOMO tiếp lên giá 21 đi, nó kéo tiếp lên 21.5 đi, thì có phải lúc đó mình tức không? Mình tức thì mình có thể dẫn đến một cái quyết định sai lầm, đó là gì? Mình mua lại. Và mình mua lại lúc đó thực sự mình mới đúng định đó. Đúng không? Thì cái đó là quan điểm của Quang về cái thị trường hôm nay. Đúng không? Cái thị trường hôm nay mà nhà đầu tư chúng ta đón và chúng ta tự hành động rất là nhiều ở cái điểm này. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình nha. Ví dụ chị thấy cây này đi, anh chị nói xấu. Thật ra anh chị coi quá khứ khi mà đi lên đây cây này xấu. Gap up rất lớn nè. Sao nó vẫn tăng bình thường. Đó không? Nè, những cái cây rất xấu này sao nó vẫn tăng bình thường. Đâu có nghĩa một cái cây mở gap up lớn là nó sẽ không được tăng. Nè, phải không? Hiểu gì? Nó vẫn đi lên bình thường. Khi nào nó gãy là nó gãy. Còn nó không gãy thì cứ bình thường thôi. Nó cứ bình thường đầu tư một cách thoải mái. Thoải mái và đúng quy tắc. Hôm nay có nhiều anh chị nhắn tin là tiếc bán mất hàng, không? Tiếc bán hết sạch hàng, bây giờ mua lại còn gì em ơi. Đó, Quang thấy toàn là hỏi bán không? Đó, Quang thấy toàn là hỏi bán không? Quang có thấy ai họ mua đâu? Mà anh chị nhà tư cứ nói là FOMO, cứ nói là FOMO, vậy nó mới ngộ á. Không, thì Quang vẫn bảo lưu quan điểm là thị trường nếu không có biến động gì quá lớn thì vẫn là target là 115X, 116X ở đây. Tiếp tục đánh lên cho chị mình hoài nghi nhân sinh chơi vậy á. Hoài nghi nhân sinh. Còn ở đây, ví dụ trường hợp xấu nó gãy. Thì chị nên nhớ một điều là khi tất cả các cái loại thị trường hay cổ phiếu á mà nó rơi, nó sẽ có test lại đỉnh. Test 2 đỉnh, 3 đỉnh. Thì cái này Quang sẽ chia sẻ với anh chị trong cuối tuần này lúc 20:30 trong cái buổi là buổi đào tạo nha. Buổi đào tạo đây nè, buổi đào tạo đây nha. Hôm nay có viết cho anh chị nha, cái buổi đào tạo này nè. Thì nhận diện sớm đỉnh đáy á, thì Quang sẽ nói với anh chị một cái cách để ném vùng đỉnh, nhận biết sớm vùng đáy, kinh nghiệm. Thì trong cái buổi này thì Quang sẽ nói với anh chị về cái gì? Nói với anh chị về cái việc là ví dụ thị trường nó tạo đỉnh thì nó sẽ như thế nào, cổ phiếu nó tạo đỉnh như thế nào, và sau khi nó tạo đỉnh đó, thì nó mới rơi, phải không? Thì hiện tại ví dụ ở đây nó tạo đỉnh đi, ví dụ ở đây nó tạo đỉnh đi, thì sao? Thì thường nó sẽ rơi xuống và nó sẽ hồi lên lại để nó dứt hết nhà đầu tư vô lại. Ví dụ anh chị thấy cái con gì ở đó, trong đợt trước, chị thấy đây thôi, đây có phải là tạo đỉnh không? Đi lên rất mạnh mà rơi xuống tạo một đỉnh, hồi lên lại, rơi xuống, hồi lên lại, nó mới rơi chứ. Làm gì nó rơi ngay một lần? Tại vì sao? Tại vì luôn sẽ có nhà đầu tư đang bị gì đang cầm full tiền, bán hổm rài rất là nhiều, cầm full tiền hết rồi, chốt lời quá trời lớn, cầm full tiền, cầm full tiền thì bây giờ nó chỉnh xuống kiểu gì? Ví dụ một cái cây rơi như thế này kiểu gì cũng rất nhiều người canh mua lại hàng. Ví dụ những cái con thép này đi, quá thiệt với anh chị, con hoa sen này đi mà nó rơi một cái bụp xuống đây, cái bao nhiêu con người ta vô đây bắt, qua đánh giá là cả tấn luôn á, người ta sẽ canh, người ta vô, người ta bắt nó ngay lập tức, thì đương nhiên nó sẽ dẫn đến cái nhịp hồi lên lại. Và nó sẽ tạo ít nhất là 2 đỉnh, chưa kể nó sẽ có thể là tạo nhiều đỉnh hơn hoặc là vượt đỉnh luôn. Thì sẽ có luôn luôn sẽ có những cái người đang muộn tàu thép, những có những người đang muộn tàu thép, người ta muốn lên tàu, thế là người ta sao, người ta đang canh, không canh nó chỉnh, thì việc nó chỉnh xuống thì việc nó giật lại là bình thường. Thì đó là cái quy trình gì, quy trình tạo đỉnh hết sức thường xuyên ở trên thị trường, chứ không phải là một đỉnh là xong. Anh chị nói ở đây là một đỉnh đúng không? Thật ra sai, ở đây nó chia cục tích, ở đây con hoa sen nó chia cục tích xong nó đủ, đó là bình thường. Đây là đợt này là chỉ cổ tức, tại đợt đó bên mình nắm hàng mình biết nha. Đó, còn bên đây chị thấy là đánh lên nè, không rơi xuống, hồi lên, rơi xuống, thậm chí còn đánh vượt đỉnh luôn, không đó, thậm chí còn đánh vượt đỉnh luôn. Nó thành ra là nó sẽ đánh 2-3 đỉnh chứ nó không đánh một đỉnh đâu. Nên ở bên đây cái phái sinh là cái gì, cái đồ thị chúng ta, nếu trường hợp nó không lên được mà nó sao nó đây nó gãy xuống thì nó cũng sẽ hồi lên và nó mới rơi, thông thường là như vậy. Hoặc là nó sẽ đi ngang để cho anh chị, mà những anh chị á, mà những anh chị đang cầm tiền á, anh chị vào hết, không anh chị bán sớm á, anh chị sẽ vào lại, tại vì anh chị đang cần hàng, không anh chị đang chờ nó chỉnh, anh này mở ra vậy chị mua được không? Bản thân anh chị có mua được đâu? Không ai mua được hết, thì đương nhiên là gì? Bây giờ anh chị đang chờ, đang khát nó rơi, anh chị đang khát nó chỉnh, thì đương nhiên khi nó chỉnh xuống là anh chị sẽ vào, và khi anh chị vào nó sẽ tạo cái lực hồi. Nên những cái người mà đang cầm hàng á, đang cầm hàng thì cũng không nên quá lo ngại cái vấn đề là sao? Thị trường có thể bô rất mạnh, qua đánh giá là vậy, nha. Rồi một cái điểm nữa đó là cái điểm là thị trường đáo hạn phái sinh. Đáo hạn phái sinh thì nó sẽ như thế nào? Thì quan chỉ nói chia sẻ anh chị kinh nghiệm đó là thường cái đáo hạn phái sinh không cần đón, thường nó sẽ có khi nó sẽ không có biến động, nó có khi nó sẽ không biến động quá lớn. Nó chỉ là gì? Nó chỉ quan trọng là cái cuối giờ chiều thôi. Còn ban ngày á, những cái trong phiên á, thì đa phần ví dụ đạp xuống là nó sẽ hồi lên, kéo mạnh nó sẽ rơi xuống. Cái đó là quan thấy thông thường nó như vậy. Đáo hạn phái sinh thì nói chung là cũng không nên hận hánh hóa nó làm gì. Cứ quan tâm cái cổ phiếu anh chị, chài bản hay đủ thì chốt lời nha, đơn giản vậy thôi. Rồi thì cái đó là nội dung của cái video về cái phần gì? Về cái phần là phân tích thị trường.
tình hình tâm lý và cuối cùng là sự phân hóa ngành nghề cổ phiếu, anh chị có thấy đúng không? Ví dụ mấy bữa nay thép nó chững lại, bất động sản nó chững lại thì nó kéo gì, nó đổ qua nó kéo thủy sản dệt may hôm nay phải không, ví dụ là kéo ngân hàng qua chẳng hạn, thì nó sẽ luân phiên các ngành nghề, cái đó là sự bình thường. Anh chị không nên ở trong đây, thì qua chia sẻ anh chị một cái lời khuyên nữa, trong giai đoạn uptrend của thị trường á, hoặc là up up gì hồi phục thôi, tất cả các giai đoạn thị trường xưa nay qua đều thấy một cái điểm chung, đó là gì, đó là nó không bao giờ nó kéo toàn bộ cả, mà nó sẽ kéo một ngày, một ngành, hai ngành, ba ngành, tùy vào cái mức độ cái size của cái ngày hôm đó, nhưng mà nó sẽ kéo như vậy. Những cái ngành khác nó sẽ đi ngang hoặc nó giảm nhẹ, đi ngang giảm nhẹ. Thật ra ví dụ anh chị nhìn những con bất động sản đi, hôm nay được tính là giảm nhẹ, hôm qua hôm nay được tính là giảm nhẹ, nó đi ngang thì cái ngành khác nó sẽ lên, ví dụ là ngành thủy sản dệt may đi, không là hôm nay nó lên à, đó thì những cái ngành khác nó sẽ lên, nó sẽ làm cho anh chị chán ở bên kia chạy qua bên đây, hoặc là chạy từ bên đây qua bên kia, không đi qua đi lại, đi qua đi lại liên tục luôn. Thì những cái con mà có phải hôm qua con này chán không, anh chị thấy con qua hôm qua mấy phiên trước con này chán không, những cái cây này rất chán không, rất rất chán, hay là con bé bên mình đang đầu tư đó, rất rất là chán ở dưới này luôn, thì trước khi nó kéo thì đó là những cái cây rất là chán và ai cũng buôn bán đó. Và khi anh chị bán ra, anh chị nhảy qua con khác thì cái con bên đây nó tăng, cái đó là cái sự luân phiên ngành nghề. Và muốn nói thêm cho anh chị nhà đầu tư, trong những cái giai đoạn thị trường tăng giá thì chúng ta lưu ý điều đó, nên chúng cái việc mà hôm nay cổ phiếu mình đỏ, ngày mai cổ phiếu mình tăng là bình thường. Anh chị thấy cái cây ngay đây, hôm qua con bé này xấu, con bé cái cây hôm qua thậm chí nó còn bán sàn luôn, sau đó nó lên nó đóng cửa hôm chiều đúng không, xấu không, trời xấu banh xác luôn, mà hôm nay nó lại tăng 400, có lúc tên 500 luôn, dòng tiền vào chứng tỏ có chứ, dòng tiền vào 850 ngàn. Hay là cây hôm trước ở đây anh chị thấy nè, bữa trước kéo lên xong bị bán tháo xuống, vậy mà bữa sau nó tăng tiếp, bữa sau tăng tiếp đó, thì đương nhiên nó phải luân phiên như vậy nó mới hù anh chị được ra và không dám vào. Và bữa sau nó tăng, anh chị chỉ có ngắm hoặc anh chị bỏ, chị đi kiếm cái con gì, cái con tăng, và cái con tăng á anh chị vào thì thường nó lại quay đầu, thường nó quay đầu, chính xác điều đó không, nó chia sẻ thêm nha. Rồi cái phần cuối cùng của bản tin hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì, nói về cái phân tích cổ phiếu và ngành nghề, thì qua sẽ phân tích cho anh chị các cái cổ phiếu bên mình đang nắm giữ, phân tích các cổ phiếu bên mình đang nắm giữ thôi. BVS thì BVS nói chung là anh chị thấy là hôm nay có phải là cái cây, nói chung là nhà đầu tư khó khăn rất là nhiều, một là trạng thái thị trường nó xấu hơn, trạng thái thị trường nó xấu và nhà đầu tư lo ngại con này đánh hoài không được, thì anh chị nhà đầu tư lưu ý nha, những anh chị đang nắm hàng của BVS đó, anh chị chặn giúp Quang ở cái giá bao nhiêu, cái giá là 36.2, là cái đường EMA 20 hoặc là 36 đi, mất giá 36 thì anh chị bán, còn không mất thì anh chị cứ kệ nó không sao đâu, không kệ nó hết, nó gãy thì bán, không gãy thì thôi. Anh chị thấy cái đợt đó trước khi nó tăng cái đoạn này không, cây này xấu không, cây này tăng lên nè, thậm chí bị xả cục đầu, sau đó xấu không? Xả xuống xấu không? Rất xấu đúng không, nên thành ra chúng ta đâu có biết được là hôm nay nó xấu là xấu thiệt hay xấu giả, không biết đâu đó, không biết đâu, trước khi cái cây tăng lại là cái cây xấu chứ không phải là trước khi cái tăng lại là cây đẹp, qua nãy qua nói anh chị đó. À, nè trước khi tăng 800 là cây này xấu, cây xấu banh xác luôn, nhìn tưởng tượng vậy, vậy cái bập là cái chắc rồi phải không, vậy cái bập là khối lượng lớn nữa nè đúng không, vậy mà bữa sáu tăng đó, nó thành ra ở đây thì anh chị đặt ra cái quy tắc giúp quan là giá 36, nó vi phạm thì chấp nhận các lỗ nhẹ hoặc là hòa vốn, hình như là con số anh chị sẽ không hòa vốn á, còn số anh chị sẽ lỗ cỡ 200, chấp nhận thôi, ăn là ăn mười mấy thua hụt một hai à, qua dẫn hay nói anh chị, nên ra cây này chúng ta cứ chờ vậy nha. Con này xác nhận một lần nữa vượt qua 38 chấm mấy, cỡ 38 đi, qua 38 hoặc 383 gì đó chị có thể mua thêm, lúc đó thì Quang nghĩ là phải có khối lượng cỡ 15 triệu trở lên thì chị vào thêm, thì target con này 43 44 luôn ấy nha. BVD con này hôm nay cũng tương tự thôi, nói chung là hai con xả giống nhau thôi, nhưng mà con này xả nặng hơn chút thì kệ nó không sao. Con này thì sao, lũng giá nhiều 26 hơn 26.4, lũng 26.4 là đường tương tự thôi, lũng cái chỗ này, thật ra con này phải lũng 26 mới đúng á, là cái giá chúng ta sẽ cắt hoặc là hạ ít nhất 50% nếu nó mất 26.4, hạ toàn bộ nếu nó mất 26, lưu ý nha. Đó là con BVD, còn trường hợp nó không mất thì kệ nó, mất không mất thì kệ nó, chấp nhận là cầm hòa, hiện tại là chúng ta đang cầm hòa, không chúng ta mua mấy phiên này chúng ta đang cầm hòa đó, rồi khi nó vượt lại cái giá như 27.7 thì mạnh dạn mua full tỷ trọng, lưu ý nha, mạnh dạn mua thêm margin cũng được, với kỳ vọng là lên giá 30 đó, thì chúng ta rạch ròi với nhau như vậy nha, thì cứ như vậy về đầu tư, chứ không nên là gì, không nên là quan ngại, thật ra quan ngại phiên này bên này xấu không, qua nói chị phiên này là phiên thứ sáu tuần trước phải không, xấu không, xấu muốn chết luôn phải không, cuối giờ đạp ATC quay đầu xuống bữa sau tặng, thế là những anh chị mà bán cây này bây giờ bữa sau mua lại kịp không, dám mua không? Đâu dám mua đâu phải không, đây là may nó không kéo nó không quay xuống lại đó đó, thì nói chung là cái chỗ này cần lưu ý điều đó nha. Chấp nhận DGC con này, thật ra nếu anh chị thấy anh chị lo ngại nhưng nó đang tăng dần phải không, nó đang tăng dần thì con này cái điểm chặn của nó là giá 88.3, mất giá 88.3 nó sẽ đồng thời nó mất cái gì, nó sẽ đồng thời nó mất cái chân nến cây tăng này, nó sẽ lủng luôn đường EMA 20 và lúc đó nó có thể nó chạy luôn về dưới đây,
hoặc là nhất nó về đây, đúng không? Là đó những cái điểm gì, điểm cắt lỗ của chúng ta. Còn nếu trường hợp nó không mất những cái giá này thì chúng ta cứ nắm giữ. Ở đây anh chị thấy cái Bollinger Band nó đang mở ra nhẹ này, thấy không, là nó đang có dấu hiệu mở biên đó. Thì con này sao, chúng ta sẽ chờ coi nó có cái nhịp bùng nổ qua 95.2 không, cỡ đó. Hôm nay nó kê lại mà nó không đánh thì cứ coi ấy. Nhưng mà thật ra hôm nay nó đỡ giá tốt quá, thì chờ coi nó bùng nổ qua hay không. Hiện tại nó đang bám theo cái đám mây Ichimoku Kinko Hyo, đây là đám mây nè chị, thấy không, nó đang bám 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 theo đám mây à. Thì chờ nó red lên cái thì nó có thể chạy ngay hoặc là nó gãy. Tức là những cái chỗ này bây giờ mình bán ra thì mình đi mua con gì, mình mua mấy con khác thật ra nó chắc gì nó được như con này. Đó, bây giờ con này nó chỉ có một là nó gãy luôn xuống thì lỗ hàng trăm, hay là gì nó nổ cái là ăn 20%, tức là nó đang đi đến cái đoạn qua đánh giá là sắp cuối rồi đó. À, nay mai thôi, nay mai sẽ có câu trả lời thôi, một là lời hay là lỗ. À, một là lời lời lớn, hai là lỗ nhẹ. Chúng ta phải thống nhất quan điểm với nhau là gì, đầu tư không thể nào 100% là ăn. Nếu 100% là ăn thì còn gì gọi là chữ đầu tư, phải không? Cái đó là gì, đó là lừa đảo rồi nha. À, sẵn nói với cái vấn đề lừa đảo luôn, đó là anh chị lưu ý nha, dạo gần đây lừa đảo rất là nhiều nha, rằng lừa đảo đủ hết tất cả các hình thức. À, nếu anh chị mình thấy cái gì đó không chắc chắn, anh chị có thể nhắn tin hỏi quan trước. À, nhắn tin hỏi quan trước về những cái vấn đề, ví dụ những cái cuộc gọi về và cái gì đến cả Huế hay những cái giấy tờ gì đó, đôi khi nó cũng là lừa luôn đó. À, nên chúng ta không biết được đâu. À, cẩn thận nha, giai đoạn này đây tức là cuối năm mà gì thiếu KPI hay gì đó, gọi quá trời luôn. Bản thân quan nha, hôm mấy bữa nay nha, một ngày 20 cuộc gọi luôn. À, một ngày 20 cuộc gọi luôn, anh chị tưởng tượng như thế nào, kinh lắm, đủ hết các trò hết trơn, phải không? Lừa đảo rồi mạo danh cái này mạo danh cái kia rồi đủ nha, nên anh chị lưu ý điều đó giúp quan. Sẵn nó liêm luôn, AB AB thì hôm nay qua có tư vấn anh chị là gì, đó là sáng kéo lên ban ra, chiều đam chiếu đa xanh nhẹ mua lại đó. Thì nói chung AB thì đã đánh red lên thì chị cứ nắm giữ thôi, và đây đúng là cái target luôn, phải không? Thật ra chiều này không tư vấn mua lại cũng được, thì qua đánh giá là nó rơi xuống nó đỡ tốt thì qua cho anh chị mua lại thôi. Thì khả năng AB ở đây thì sẽ tiếp tục là có thể mai nó rơi xuống và nó sẽ kéo tiếp thôi. Anh chị có hàng thì gồng lại, con này chưa có ra điểm mua mới đâu, con này ai có hàng thì gồng nha, gồng để cho nó rơi xuống nó léo lên và đánh tay không. HDC con này anh chị cũng quan tâm ha, tốt hay xấu thì đây là trend của HDC nè, trend của HDC. Vâng, trend của HDC thì con này nó có gãy trend chưa, không gãy trend. Điểm hỗ trợ của nó là giá 32.5, lũng thì cắt hoặc là lũng 33.5 chẳng hạn, là cái giá ngay đây thì bán bớt. Còn nếu mà nó không lũng, nó tích lũy trong đây thì quan đánh giá cứ giữ thôi. Ngày mai khả năng nó sẽ bắt đầu đi ra khỏi đám mây, thì chỗ này nói chung là một hai phiên nữa thôi, nếu mà nó gãy thì tin. Còn nó có trường hợp nó không gãy ở đây thì khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục kéo lên giá 37 38. À, nên anh chị có hàng thì lưu ý đây là trend nè, chúng ta sẽ bám theo cái cạnh trend để đầu tư. À, chỉ cần nó gãy trend thì sao, ví dụ bên đây anh chị thấy nó gãy trend thì sao, chạy nhá, gãy trend thì chạy. Còn không gãy trend thì chấp nhận là cứ nắm giữ bình thường, hòa vốn lỗ nhẹ lãi nhẹ gì đó. BSI anh chị thấy con này càng lúc nó càng cao, càng lúc nó càng cao. Thì con này anh chị có thể chặn quanh cái giá MA5 để bảo toàn lãi cũng được, là giá 42.6. Hôm nay MA5 nó bò tới 42.6 rồi đó. Con này anh chị thấy nó đang mở biên rồi, nhưng mà nó mở rất từ từ và gần như nhào tư, mua được không? Đâu sao mua được, anh chị chỉ có thể bán chứ anh chị không thể mua. Tại vì nó đâu có ra điểm mua đâu, nó bắt buộc nó phải rủ xuống thì nó mới đánh lên. Không thì cái đội cầm tiền á, bây giờ người ta đang chờ cái gì? Người ta đang chờ những cái điểm rủ này để người ta vào hàng, phải không? Mà nó có đâu có rủ. BSI hôm nay tự nhiên nó lại kéo ATC, phải không? Nó thành ra những cái con này anh chị nghĩ ai FOMO? Nó làm gì có người FOMO, chỉ chúng ta tự vạch ra là có ai đó FOMO thôi. Nó thành ra cái trend tăng nó vẫn giữ thì chỉ có chị cứ giữ với target là 48 và 54. Bây giờ bán ra mới khó, bán ra vào lại nó mới khó. Ra lưu ý nha. Đó là con BSI. Rồi tiếp tục là gì? Nó không có điểm mua nha. VCG. Con này vậy cũng vậy thôi. Hôm nay nó đã giảm xấu xấu nhưng mà thật ra nó không mất MA5. Thì con này anh chị có thể cân nhắc qua giá 23, nếu nó mất 23 hoặc là thôi giờ xuống cỡ là 22 chấm mấy, 22.7, 22.8 ngày mai đi, là cái giá ngay đây nó lủng xuống thì mình cân nhắc khóc hàng. Còn nếu nó không lủng thì vẫn kỳ vọng là cái nền cũ là giá 25, chỗ này mà nó đánh lên nó mới hay. À, qua đánh giá là vậy thôi, chỗ này mà nó đánh lên tiếp nó mới hay. À, cái con BSI nó cũng giống giống vậy nè anh chị, thấy không, nó cũng giống giống vậy nè. À, nó cứ bò bò vậy anh chị dám mua, chị dám mua mấy lần, anh chị sẽ chờ cái điểm đó là cái điểm rụt xuống rồi mới đánh lên, phải không? Nhớ anh chị cầm tiền chị đang chờ vậy chứ gì, phải không? Chờ vậy đó, phải không? Nhưng mà thường nó lại không như ý nha. Thì VCG chị đang có hàng thì lưu ý cỡ 226, 227 hoặc 225 cũng được. Rồi SJC, SJC chiều qua có báo chị gia tăng thêm tí, tại qua thấy nó đỡ giá rất là tốt. Thì thật sự cuối giờ nó đỡ tốt mà, nó đâu có mất MA5 đâu, phải không? Thì con này chị có hàng cứ giữ thôi và không lũng giá 36 là cái giá cắt lỗ. Nếu nó lũng thì bán. Đây là trend nè, nó vượt qua rồi, phải không? Test lại không lụng. Thì con này ngày mai nếu vượt qua 39 anh chị mạnh dạn phun tỷ trọng với kỳ vọng 43 43. Lũng đây thì cắt, tức là lũng thì lỗ 500, lời thì lời
10-15 trăm. Pet Pet này đánh rồi phải không? Pet hôm nay thì qua có báo chị gia tăng từ buổi sáng lúc mà nó có 100 thôi, 1-200 đây nè. Con kêu chị gia tăng luôn ngay chỗ này nè. Không thì chiều nó đánh lên. Nó đánh lên, trưa nó đánh lên sau nó giữ giá luôn. Thì con này qua đánh giá là vẫn như kỳ vọng target T cộng là cỡ 27 28 thì chúng ta chốt lời. Còn hiện tại có cứ giữ thôi, nói chung là có cứ giữ thôi. Rồi, thì đó là phân tích các cái cổ phiếu bên Quang đang nắm giữ nhá. Thì đây là phương pháp VSA cung cầu. Tối thì khi livestream Quang sẽ phân tích nhiều cổ phiếu hơn với anh chị nhà đầu tư. Khi anh chị đặt những cái câu hỏi ra thì Quang sẽ trả lời và tư vấn những cái câu hỏi đó. Đó, còn anh chị thấy là xưa giờ mình đầu tư, mình không có phương pháp nào cả, mình cũng không biết là nên đầu tư ra sao. Cứ thấy ok mua mua theo cảm tính thôi, ok mua không ok bán, nhiều lần đu định và chị muốn đi theo cái phương pháp nào đó rõ ràng và rành mạch thì chị có thể cân nhắc là cùng đầu tư với Quang, cùng đầu tư và đồng hành với Quang trong những cái giai đoạn phía sau theo cái phương pháp bên mình, hoặc là mới tập đầu tư cũng được. Bên Quang đều có những cái quy tắc đầu tư, những cái hướng dẫn thuật ngữ đầu tư và luôn hỗ trợ hàng ngày với anh chị. Anh chị có thể liên hệ trợ lý Như Hảo của Quang trên màn hình. Hôm nay bản tin tối tới đây thôi, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và mát mẻ bên gia đình. Xin chào anh chị nhà đầu tư.